Bro, sao Hoàng lại đây? Sao Hoàng lại đây? Get off! No. Get off! No! Reveal no. Đây. Lố, rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Vẫn bắn, vẫn thao túng tỷ số của mẹ. Bình tĩnh anh em, mấy em sắp 50% rồi. Mẹ, hả đây rồi, làm cái lồn gì đây, bro? Chắc nó chìa mất 3 point rồi bạn. 36 ca điểm, tiêu 36 point. Ông không phải cấp hình. Sao? Bro, quá nó xong rồi chúng ta rồi. 36 ca điểm. Rồi chưa anh em? Hả nãy nó đâu lại? Nếu biết, thấy online vẫn đang chơi, đừng warm up nữa. Like. Đừng quên nữa. Bắt đầu dòng. Đợi tí, đợi tí. Nốt, nốt, nốt. Thế, thả thế. Thả thế. Đừng hát nữa. Giờ đây tấu 2 rồi. Khoan. Thôi, thôi, Hoàng ở trong này thôi, tôi cắt anh luôn, tôi cắt hai anh em luôn. Anh em vừa luôn. Vừa đánh vừa cắt. Vừa đánh vừa cắt. Anh em xem tôi mà cái nghệ vừa đánh vừa cắt thôi. Được. Đó, kêu có thể kêu Hanaro nhưng chơi Yumiko được không? Wow, impossible. Bấm buông. Lại đã bấm buông. Rồi vào đi. Go. Vào luôn hả? Một skip nè, Hanaro. Mẹ Hanaro skip mẹ thôi, skip mẹ Hanaro đi tí cho bà. Go. Tí sai ơi, ra đi sai ơi. Ra đi, ra đi thật. Đi. SS vào chưa rồi? Không phải không cho mở free mode là đi ti đâu, đi ti đâu. Em không thấy gì hết. Là hello guys. What the? Yêu bắt bắt là lạt. Yêu. 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 What the Eww, fuck is that? Eww, slider! So bad! These are so bad! Là ai? Là tốt đi! Nào người trong này! Can't even use the slider. Oh shit, man. Trời ơi, full screen. Mẹ là ai đã đến with go. Tôi fail rồi anh em. It ok. Em thả chơi cái ai đó cũng được spam đi. Ai đó cũng được spam đi, đừng để fail. Ủa có mở đồ fail không? Ông cảm ơn. Yeah, what the fuck? Lâu thế. Well, bro, this mom. Bro, you know. Em trầm cảm. Mẹ không có HD rồi, mẹ chơi chế này khác mẹ tự tử. Em trầm cảm quá, chào mừng. Không có HD em đọc nữa. Nó đáng lẽ đã là cái đường file Venom. Bro. That is like, that is the new thing, biết rồi thôi. Tặng nó cho Jessica Aro. What the fuck? Có map gì đâu. Được, chờ xíu. Cái map của Kizzy ra again. Phải rồi, playlist Shigetora. Ây chú, đừng map của Kizzy nữa. Lại map của Kizzy. Đúng rồi, map của Kizzy đi. Map 6 giây. Ủa, map 26 giây. Ủa, đây rồi. 22 rồi, coi được nha. Đây rồi. Map 26 giây. Map của Kizzy, xin tình bị connect phát. Tại một tí. Ôi, mắt này tải nhanh. Mắt này bật easy lên.
Nếu riêng được còn bật easy lên nào. Easy HD luôn. Motherfuck. Lại. Là thằng nào là đá ra mày PPT. Phải lồ easy HD cái này tắt mẹ thở luôn. Vô. No way. Bước xong. No way, tải xong rồi, no way. No way. No way. What the fuck it is? Okay. Good enough. Một phút đang nhận đợi đi. Oh my god, mà phạm 6 giây rồi anh em down hơn 1 phút. But no issue. Man. Họ down 1 tiếng. Very good, man. Yeah, man. Map hồi nãy của Choi Zi em vẫn 34%. Siêu phẩm. Siêu phẩm. Siêu phẩm. Siêu phẩm. Đây đây anh em. Đây đâu. Cứ luôn. Go 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 go. Ở đây biết nhìn thấy lộn gì không nữa. Lên đầm, lên lên khôi ơi, lên khôi ơi, hiểu mình không? Nếu thấy cái lồn vậy rồi. Tiếp cấp đi. Cái này biết dễ thế mà. Rồi cái này rip rồi. Wow, highlight. Ở đâu thôi, sao đi dài vậy? Tôi đánh được. Tôi đánh 90 ạc. Tôi đánh 86 ạc. Em thấy cái lộ. Chống thang rồi. Let's go. Chống thang rồi. Ôi lỗi. Let's go. Lại. Cái chống hộ ơi. Là... Phản ứng của tao, phản ứng của tao. Ủa, bán gì anh em? Anh em muốn bán gì anh em? À, nhầm bán trước. Trước hay bán sau? Bán trước. Đó, nhầm. Quên. Wow, bán trước. Bán trước, bán trước. Thì cũng được, thì cũng được. Go. Gì gì chết đủ gì. Gì cũng được. Chết là gì cũng được. cho rep pick luôn. vậy. Bạn gì đây? Cho rep pick hết. Bạn muốn ghép bao nào anh em? 10 map. Ghép bao nào? Mình bán hết luôn. Mình bán hết luôn mất. Chấm hỏi bán hết luôn mất có nhà hay không? Hoa hắc rồi. Hoa hắc rồi. Hoa hai luôn. Hai coi nhẹ tay em. Hắc rồi hai. Bây giờ. No. Ủa đã ba hát rồi. Ba hát rồi, ba hát rồi. Hít rồi nữa. Hít vẽ ba hát rồi. Mẹ rồi. Gì, khoan. Định ba hít. Ba hít in ba, please. I hate this man. À, không. Ba nơ. Tôi hít in ba vui mà. Hít in ba vui. Tên một. Chơi vui là được kìa. Đây không quan trọng thắng thua đâu. Không quan trọng thắng thua. Vui là được. Hít in một nhạc hay. Ngại ghét mấy thằng lồn. Vậy bác có bóng 4 nhưng mà fan có bóng. Bài hết hot rock đi. Sao lại bắn ông 4? No. Bắn ông 4 thôi. You get on bro. Phải chưa chơi bao giờ nhưng mà có thể tự tin. No, nó mất 4 của em. Oh xin nha. Em đi bắn tiếp kìa. Ủa vẫn bắn hả? Hai ba không đốc bộ ban hay gì nè, không chơi đốc bộ ban. Ban lồn gì đây? Không đốc bộ ban, không đốc bộ tích trưởng nó mốt. Trưởng nó mốt. Anh em đánh cái một đấy cho mình farm nha. Trưởng con bay. Không biết nhưng tôi vẫn chưa đọc. Phải bộ đi, đợi khôi ơi. Không farm mà. Không farm mà. Farm đi. Không farm mà, tôi ban nhá. Đúng thôi, 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 tôi tính easy thôi. Để tôi easy phải bộ một. Chấp hỏi. Go where you go. No, I'm fucking serious. Remote hay á. Okay. Đúng hay mà. No, fuck you go rare one room bro. No. Không ai chơi you go rare one room. Bao gì sẽ đẹp bao gì tiếp được mấy set.
ăn gì. Trời. Mà nó muốn đi. Nó muốn 3. Ờ nó muốn 3. Nó muốn 3 cũng được. Nốt 3. Ok, nốt 3, nốt 3. Nốt 3 nhạc mấy mắt. Em cho em tên tóc lớp. Ok, ok, mai mai, ok. Ờ, 3, 3 hát đồng hồ, hay là mọi người. Chấp hồ. Được, hát một được. Ba luôn. Ba hát đồng hồ. À, ba hát đồng hồ. Được, được. Bạn mẹ đi. Thôi, tên góp hồ. Ui, nó, ôi, 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 ôi. Phá 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 phá. Ok, ok, là anh em ơi. Chấm dậy, chấm dậy. Speed, speed. Em, tôi mở sẵn rồi. Bỏ sẵn rồi. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, vào pháo đi. Anh đi. Di ơi, mới mất bắt đầu thôi. Mới bắt đầu thôi. Cứ đánh đi. Bro. Yo. Bro, easy. Fuck. Quen. You fuck. Thôi, đánh pha mà, đừng kêu easy nữa. Ơ, thử hết đừng, thử hết đừng. Có thể thì thử hết đừng. Thử hết đừng. Thử Tanto hết lần đi. Ôi bị bỏ, bị bỏ. Rất bỏ nhá. Mắt sau nhìn lại nhá, mắt sau xin lại nhá. Được. Bỏ. Mắt này tôi mắt sau xin lại. Chúng ta còn phải vẽ Among Us nữa anh đi. Ok, ok. Phải vẽ từ đầu rồi. Oh no. Phát ra, ai được 400 DP win à? Rồi. Ok. Rồi. 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 Let's go. Here we go. Have fun, guys. Đây rồi. Ờ, chúng ta đang đầu tiên rồi. Hiện tại là đây là map map play mode 1 rồi. Ai ơi, vừa chết. Một người chết. Đây rồi. Chào mừng các bạn đến với trận đấu của semi final nhánh thắng Bravio và team Sunny. Và như có thể thấy thì Primus 1 đã được pick đến từ team của Bravio. À, tình hình ở trên này thì vì vừa đang bảo là mọi người đang FC thì chỉ còn một mình Kazuto cùng với lại Skyro thôi. Ôi, không có gì hết. Cairo đã mít qua Đà Lạt thì quyết định sử dụng cho mình là easy. Mà tôi đang thấy cái gì đây? Ôi là Lạt quyết định chơi cho mình đó là easy. Rất dị. Và vẫn có người chơi hidden đó là Kazuto. Anh thời thì Kazuto đang làm khá là tốt với một cái FC. Trong khi đó Min thì với HDHR giữ được combo nhưng mà ác không thực sự là cao. Kazuto cũng tương tự là như vậy. Break liên tục đến từ vị trí của Freedom và Chris. Đang có dấu hiệu lấy lại được combo đến từ cả 4 thành viên Kenny. Nhưng mà họ cần phải giữ được điều này nếu như không muốn điểm số sẽ lại tiếp tục về cho bên phía của Vario. Lại sụp. Ok. Quay trở lại thì Just Mango. Có vẻ Hidden Hedgehog là hơi khó chịu. Min cũng tương tự là như vậy. Trên lệch là có. Trên lệch là có nhưng mà Kazuto phải làm tốt. Mình hy vọng lớn nhất của bên phía Vario. Tương tự thì bên phía kia Skyro và Hanairo phải tiếp tục giữ cho mình combo. Akutia Anoro không quá cao và mid ngay ở đoạn
em thuộc của đoạn stream. Và tương tự như vậy Kazuto cũng đã đi luôn rồi. Nhưng cứ Kazuto vừa mid thì đã có build up combo lại đến từ Freedom và Chris. Cách giờ đã là hơn 200.000 điểm rồi. Khi mà phía bên kia chỉ có một mình Skyro là mình lượng combo là 700. Còn với đây là accuracy hoàn toàn tốt. Nhưng chừng đủ đó là không đủ để gồng gánh bên phía của Kenny. Mà nhìn Boy Đà Lạt thì vẫn là rất mù mắt. Và cái density rất cao khi bật easy lên. Và đó là điểm số đầu tiên dành cho bên phía của Bradio. Khá là dị khi Boy Đà Lạt quyết định sử dụng cho mình là easy. Nó khá là dị. Và ăn được một pick đến từ Bradio và đáp trả đến từ Kenny sẽ là Nomad 6. Rồi, không có gì để nói về cái pick này nữa. Xem ba trận ngày hôm qua thì chúng ta thấy là sẽ là một đại tiệc về sắc màu thôi. 150 và Beast thể hiện lên liên tội tội. Map đổi BBM đổi 5-7 cực kỳ nhanh. Nó còn đổi nhịp rất là khó chịu nữa. Thì không biết là cả 8 người chơi chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Rồi và chúng ta chuẩn bị bước vào map thứ 2. Chiến lược pick của bên phía Kenny liệu ăn được break point đến từ vị trí của Vario hay không? Hãy cùng chờ xem. Map thì 2 phút. Nhưng mà đây sẽ là 2 phút cực kỳ khó thở. Và tất nhiên không có gì bất ngờ cả. Vừa mới vào thì là break hết đi từ các thành viên của cả 8 người chơi. Chỉ trừ vị trí của Boy Đà Lạt. Boy Đà Lạt có cho mình một cái khởi đầu khá là ổn. Mặc dù accuracy thì tôi chỉ thấy toàn là đồ 8 thôi. Khá bất ngờ khi người đang giữ đặt cao nhất lại là vị trí của Chris với 92 accuracy. Trong khi đó bên phía Kenny mặc dù đây là pick của họ nhưng mà thấy toàn đầu 8 đâu vậy. Khá là khó hiểu khi thực sự không biết họ đã chuẩn bị cho cái pick này như thế nào. Nhưng mà chúng ta thấy với tình hình như này thì khoảng cách điểm là có. Và Chris thì đang có cho mình được một lượng combo khá là ổn, cùng với đó là vị trí của Freedom. Cairo thì cũng đang dần build up lại rồi, nhưng mà chưa build up được bao nhiêu thì anh của vị trí của Hanairo và Min đều đã break. Chỉ còn một mình Just Mango ở trong lobby mà thôi, khi mà Chris cũng đã có cho mình cái miss. Nhưng mà accuracy của Just Mango, nhưng mà điều đặc biệt là chúng ta thấy là Kazuto gần như không chơi game. Chỉ 20.000 điểm và điều này giúp cho vị trí của Kenny đang dần lấy lại được cái mình lợi thế. Điểm số thì mặc dù Chris đang là người có một cái điểm khá là tốt, nhưng mà vị trí của Hanairo cũng như là Boy Đà Lạt thì đang thực sự là không làm tốt ở map này. Map thì cũng đi được 3/4 rồi, chỉ còn đúng một đoạn kia là hơn 30.000. Còn cách cũng khá là đáng kể ở những cái thời điểm cuối map như thế này. Và đây là một đoạn free combo, nhưng mà Hanairo cùng với Chris là những người không giữ được. Tiếp tục là đó là vị trí của Boy Đà Lạt. Biết nãy liên tục vào Boy Đà Lạt, càng có cho mình cắt cô xin. Hơi khó hiểu một chút.
sự là điểm của Boy Đà Lạt và Hanero đang kéo Rario xuống mà họ không thể comeback được. Chênh lệch bây giờ đã đi về đến cuối map và có lẽ sẽ là 1-1. Mặc dù có một cái khởi đầu tưởng chừng như là bất lợi hơn khi mà Chris có cho một lượng combo khá là ổn. Và cũng tương tự như vậy là Accuracy khi mà đây là cái B rank duy nhất trong 8 người. Nhưng mà việc điểm số đều hơn, chúng ta thấy điểm số rất đều của các thành viên VIP canh này đã giúp cho họ ăn được cái pick này. Như vậy là 1-1, không có gì bất ngờ đã xảy ra, không có một cái break point nào bị lấy đi cả. Và chúng ta thì sẽ tiếp tục lượt pick thứ hai. Rồi, không cũng hơn Nomad 2 là hợp lý. Đó, Nomad 2 này là một map rất là ngắn, chỉ khoảng 2 phút thôi. Nhưng mà drain stamina rất căng khi mà những đội stream nó kéo liên tục. À, mức 185 BPM, mức spray thì cũng có thể là sẽ gây khó dễ được. Khi mà gần như mid một nốt thì sẽ là một chain miss. Ta sẽ bước ngay vào map này. Để nói về khả năng chơi Nomad 2 thì có thể Chris sẽ là người chơi được phía bên kia, thì mình sẽ thiên về Sky Arrow cũng như là Just Mango. Có thể là như vậy. À, thêm một cái điều nữa là đây là map set 4.3, thì thay đổi set như này nó sẽ gây thêm một khó dễ trong việc aim nha hả, nên chúng ta sẽ thấy có những đoạn sẽ không bất ngờ nếu như sẽ có những cái dấu y liên tục ở một đoạn vòng tròn ở đây. Chưa thể kết nối được vào trận đấu nhưng mà lại chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau đây thôi. Rồi, như vậy là đã có tín hiệu vào map tiếp theo, map thứ 3. Sau hai tên pick 1-1 thì bây giờ ta sẽ pick đến với Nomad 2. Một map stream 2 phút. Để mà nói là so với một map Nomad 2 thì nó rất là ngắn. Nhưng mà drain, mà đừng vì sự ngắn mà coi thường khả năng drain stamina của map này. Internet issue. Rồi. Cơ sở có thể đi chỗ khác được không? Trời ơi. Rồi, bắt đầu map thì ngay lập tức đã có những cái mid đến từ vị trí của Boy Đà Lạt, Kairo cũng như là Kazuto. Như chúng ta thấy, Accuracy và Boy Đà Lạt đang có cho mình. Và thực sự là Boy Đà Lạt đang hơi khó hiểu. Vẫn giữ combo nhưng mà ác gì đây? Accuracy khá là khó hiểu nhưng mà điểm thì vẫn đang là lợi thế dành cho bên phía của Brario. Nhưng mà tôi đang hơi buồn cười. Đó là nhìn vào Accuracy, Boy Đà Lạt lên hết về bên trái. I'm overstreaming. Và một chain miss đến từ vị trí của Chris. Còn phía bên kia thì ôi ôi, tôi thấy ta là những C run và B run rồi. Trận đấu này đang hơi có mùi một tí. Nhưng không sao, chúng ta lại tiếp tục map khi mà Freedom đang là người chơi vừa có combo vừa có accuracy, gánh hết điểm dành cho bên phía của Rario luôn. Nhưng mà một mình anh bây giờ đang solo được điểm so với cả 4 người về VK này. Cả rồi tiếp tục mid. Khá là bất ngờ là người chơi chúng ta đang thực sự là gặp khó khăn ở cái map này.
pay thì tăng dần lên và điều đấy ui và toàn là những cái nốt 50 mà thôi. Chúng ta thấy trượt một nốt, mất nhịp ở một nốt thì nó sẽ là đi hết. Kazuto thì không thấy gì ở vị trí của Kazuto cả. Đầu 6 Boy Đà Lạt thì đang vẫn giữ cho mình cái phong độ đó là 45% ha. Ôi không, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Phía bên kia thì Kenny cũng không khá phẩm hơn là bao cả. Mặc dù ác đồ 7 thì không có combo và mát thì rất ngắn thôi. Đây là mát kỳ điên. Và hai cái day run được một ác đồ 2. Hai cái day run. Còn với bên kia là 4 cái C. Thật sự là hơi khó hiểu một chút đến từ cả hai bên. Nhưng mà đó vẫn là điểm cho Vario. Pick này ăn thì nó vẫn là một pick đúng, không hề có vấn đề gì cả. Khi mà Freedom là người duy nhất chơi game. À, có vẻ như hình như là đang roll để chọn map rồi này, đang speedrun hay gì đây mà. Ok. HD1 thì là cái map tên gì gì đấy mà ai cũng biết. Umiyuri. Ôi ôi. Trời ơi, lại cái audio này, trời ơi, trời, chúng ta cần một cái audio gốc gốc một tí, hay da. Hơi chê, hơi chê. Ờ, nhưng mà không sao. Sẽ là Umiyuri Kagetan. Ờ, ác quốc êm. Điển hình của Hidden 1 mà thôi. Mà đánh giá giọng này hơi lạ. Bây giờ thì đang ngồi trong voice chat làm một cái điều gì đó. Ôi trời, trận này hơi nhạy cảm anh em. Trận này chúng tôi nghi ngờ là có sự sắp xếp của bên thứ ba. Nhưng mà bỏ qua vấn đề đấy thì sẽ là pick của Kenny. Và ai cũng biết thì biết Kenny đang có lợi thế lớn ở pick hidden này khi mà có min một quanh trước hidden. Vì đối với việc đánh hidden tốt thì có lẽ map này sẽ không phải là một vấn đề. Còn phía bên kia thì chỉ có thể trông cậy vào Freedom cũng như là Kazuto mà. Đây, cùng chờ xem. À, chúng ta cũng cần chat player phải thực sự tham minh một chút. Ôi rồi, cái gì đây? Trời ơi, trời gì đang làm cái gì đây mọi người? Còn vẽ hình nữa. Trận này bắt đầu thấy có cái gì đó không ổn rồi. Rồi mở đầu thì không bất ngờ, Min với 99 accuracy. One trick hidden, không có gì bất ngờ. Tương tự với Vách. Cảm bất ngờ là Sky Arrow đang Sky Arrow hidden à. Sao nó cứ sang sai thế nào ấy nhờ. Nhưng mà bỏ qua vấn đề đấy thì Double FC với accuracy 99 thì chắc chắn đó là lợi thế lớn. Còn Chris thì đang edit no. Đang nhìn vào bên phía Kenny thì tôi mới nhận ra là Chris là người đang SS. Trận đấu này nó đang hơi bị có chiều hướng lạ lạ. Freedom thì đang 50 áp. Trời ơi, các player đang làm cái gì đấy. Rồi, bước vào Kia đầu tiên. Anairo là người đầu tiên drop vào đoạn jump linear pattern và điều đó đã làm cho 3 player drop mất hết combo. Tiếp theo đó là vị trí của Kazuto. Còn Chris thì sau một đoạn đầu SS thì bây giờ cũng đã mid rồi. Hai người giữ được combo lại là min cùng với lại Sky Arrow. Ôi, và với tình hình như thế này thì điểm số gần như là chắc chắn dành cho bên phía của Kenny. Khoảng cách nó là quá lớn. Cái trận này không biết nói gì hơn nữa. Bây giờ đây là nửa map rồi, hai người FC vẫn cứ là Min và Skyroll thôi. Gần như là rất khó cơ hội để lật lại khi mà Freedom thì đang 50 á, hơi lạc lạc. Kazuto thì cũng chưa có dấu hiệu chơi game. Đây chỉ có mình Chris là đang thật sự cố gắng để gồng gắng thôi, nhưng mà combo như thế này thì ắt có cao đến mấy thì cũng không thể gánh được. Và combo đi luôn rồi. Kairo là người mid nhưng vẫn còn đó là min.
đoạn snap êm với pattern rõ ràng là không hề dễ một chút nào, commit liên tục, nhưng mà vẫn trong dự tính là min thì vẫn đang làm rất là tốt. Để đến với những cái pick hidden thì quay về với cái thế mạnh sở trường của mình thì rõ ràng là nó vẫn có một sự khác biệt đến từ vị trí của min. Ui, hit được cả đoạn aim và slider, đó là combo đến từ min. Kết quả thì chúng ta cũng quá rõ ràng rồi, em chỉ chờ xem là min liệu có được một cái FC không. Ui không, min đã miss ở ngay đoạn trước khi vào KI. Ôi, và khá tiếc khi min deal với đoạn KI rất là dễ, nhưng mà tại mid ở đoạn trước đó, whatever. Nhưng mà nó cũng là một cái score hoàn toàn dư để đem về chiến thắng dành cho bên phía của Kani. Freedom thì xấu ác, thực lực đang trận đấu nó đang không theo những gì mà chúng ta nó đáng ra nó bị diễn ra. Nhưng mà dù thế nào thì đó là điểm số thứ hai dành cho Kenny. Hai bên đều đã hoàn thành lượt pick của mình. Tài trợ cho video ngày hôm nay, chúng ta đến với nhãn hàng VZL88, nhà cái hàng đầu Việt Nam. Khuyến mãi vô cùng lớn cho lần đầu nạp. Nạp 2 triệu với mức thưởng lên đến 2 triệu, hoàn trả lên đến 10%. Cũng như là hàng loạt những chương trình khuyến mãi chỉ có trong ngày hôm nay. Hãy truy cập vào trang web vcl88.com.vn. Đội ngũ support 24/7 nạp rút cực nhanh trong vòng 5 phút. Vô đây. Nhà tài trợ hiện tại đang tài trợ cho hệ thống giải Osu to nhất thế giới. Đấy, đây là uy tín không cần phải bàn. Rồi, và lan man một chút thì pick của Brario đã có, đó là DT2. Đấy, đến giờ B Speed rồi, ok. Sở trường của Boy Đà Lạt cũng như là Chris, một người gần đây, thì cũng thể hiện là mình hoàn toàn có thể chơi được Speed nha. Chúng ta hãy chờ xem là liệu có một pha bán kèo nữa không đây, khi mà hồi nãy thì Freedom 55 ác ở một mắt hidden. Rồi thì ôi đấy, đúng rồi, nên thay logo đi. Rồi, ok. Như chúng ta thấy là không có còn cái tên Brario và Kenny nữa. Đây, trận đấu đã hoàn toàn bị thao túng bởi nhà cái VCL88. Chia buồn với những bạn. Trận này có đặc biệt nè. Trận này có đặc biệt, ok. Giờ là gần như là chỉ là các bạn phải inbox cho những người chơi và bảo họ là do something. Chứ không là chúng ta sẽ thấy lát nữa lại thấy Boy Đà Lạt 30 ác rồi DT2 hỏng. Cái bên Canny thì mình sẽ tin tưởng vào Skyro cũng như là Trust Mango. À thôi, với cái tình hình mà nãy giờ bà đánh 4 mát rồi, bụng não ông đấy đánh như vơ ngủ này, khá là chấm hỏi dành cho cả 8 người chơi. Và như thế này thì lại là chuẩn bị có khi lại TB. Trời ơi. Bây giờ chúng ta sẽ phải ngồi chờ để tiếp tục vào map kêu thứ 5. Hai đều rồi. Nào, tình hình là mỗi bên lại khá bất ngờ là làm tốt với những pick của mình. Mà cứ như thế này thì cô... Trời ơi, phải
ngất rồi. Odore và bắt đầu mát rồi. 175 BBMDT lên là 262. Rồi ok. Một bức cao cho một pick DT2. Nhưng mà hãy cùng chờ xem đối với những speed player. Trong này có những speed player khá là nổi. Ôi ôi, nhưng mà bỏ ra là ơi. Ui à, có vẻ như là chỉ là trục trặc ở những nút đầu thôi. Người mid đầu tiên lại là vị trí của Skyro. Ui, và Skyro đang có vẻ là cơ sở hơi bị có vẻ như Cyrus, giống như kiểu đang Cyrus map vậy. Nó khá là bất ngờ. Min thì bản thân Min thì chơi speed không giỏi, nên là cái điểm số này hoàn toàn có thể là hiểu được. Trong khi đó thì như mình đã nói thì Chris, ui vừa nói xong, vừa đang báo khen Chris thì mid luôn. Phía bên kia thì chỉ còn một mình Just Mango với 91 accuracy. Nhưng mà vì với việc điểm accuracy hơi bị thấp thì điểm số đang thua suốt so với cả vị trí của Freedom. Freedom lại là người đá FC DT2. Cả 6 người chơi đều đã mất cho mình combo rồi. Hanairo còn fail nữa cơ. Còn Min thì đưa Min vào một map DT2 này thì đúng là hơi khó cho anh một chút. Lát rồi, lợi thế ban đầu dành cho bên phía của Brario. Với Freedom vẫn đang FC. Lửa map đã trôi qua và đến với đoạn free combo là cũng không phì lắm, vì mà vừa nói xong thì ba người đều mid. Just Mango cũng đã mất combo và chỉ còn một mình Freedom mà thôi. Lại mất, lại đi combo tiếp. Tôi có nói ai là người đó mất combo. Thực sự là chán, nhưng mà với việc đã build được một lượng co khá là tốt với 370.000 thì phía bên kia có làm gì cũng không thể comeback lại được. Nhưng mà đây là một đoạn cực kỳ khó, game giữa vừa double và vừa burst. Thế như việc kể cả lấy được combo thì không thể nào đảm bảo được accuracy được. Rồi lại múa rồi. Ôi trời ơi, đánh đi còn múa nữa. Và Bo Đà Lạt thì còn vị trí của Bo Đà Lạt thì sau khi những nút đầu có vẻ hơi chật vật thì quay lại vòng độ vốn có, cùng theo đó là vị trí của Chris. Và với việc score giữa ba player bên phía Brario rất là đều nhau, đều ở đầu 300k. Phía bên kia cũng là đều, nhưng mà đều ở mức đầu 1 hoặc đầu 2 thôi. Thì chiến thắng áp đảo ở map pick của mình sẽ dành cho bên phía của Brario. Sắp kết thúc map rồi. Những cái bird và Boy Đà Lạt. Ok, các bạn như Boy Đà Lạt bắt đầu chơi game rồi. Sau những cái pick hơi chấm hỏi thì là đã quay trở lại với phong độ vốn có. Còn bên phía bên kia thì thôi không có gì để nói, 3-4 cái xe run gần như là không có cửa. Ok, tiếp tục Rona chọn map. Bên này thì chắc kèo là Lê sắp xếp hết rồi. Đúng rồi. Liệu Pimot 2 thì đã bị ban. Pimot sẽ quay lại lượt ban thì Nomad 4, Hrock 1, Hrock 2 cũng như là Pimot 2 là những map bị ban. Để vẫn còn hở ra. Rồi. Và hở ra Pimot 3. Disorder Yun. Map này thì CS3 cũng như là AR9.3. Nên là việc bật Hrock lên nó sẽ đỡ hơn một chút. À, bản thân map thì cũng không hề dễ, nên là vẫn phải xem xét là liệu không biết luôn Bo Đà Lạt phải có một cái gì tiếp hay không. Cái viên canh này thì gần như lựa chọn mod khá dễ, nhưng mà Skyro thì cứ Hrock min hidden, còn hai người chơi kia sẽ tự làm tự ăn, tự freestyle với nhau thôi. Còn phía bên Brario thì Freedom sẽ chơi hidden nhé. Freedom mà không chơi hidden thì cái này là hơi xấu. Nhưng mà với việc nãy giờ các player đang
đánh khá là thoải mái. Thì cũng không thể đoán được, ông lại Boy là lạc, lại bác là easy, xong lại Skyroll lại hit đỉnh này. Đang là thời gian để cho các player suy nghĩ. Mod này việc chọn mod yêu đến cái kết quả. Rồi ok, đã vào map và ôm lại là easy boy Đà Lạt, hai cái hidden freedom và Kazuto, trong khi đó là hidden hard rock luôn, cho cẩn thận đến từ Chris. Là hai bên là ai phải có mod để chơi là dàn xếp rồi. Cả 8 người chơi đều bật cho mình mod. Lại còn có cả hai cái easy. Thôi không lan man vấn đề nữa thì ok, với việc chơi easy thì Trust Mango chắc chắn là thấy là hơi toang rồi, khi mà gần như là không đọc được. Arok lại là em tốt khó dễ cho các player. Pin thì mới hit định vẫn đang FC, cũng như đó là vị trí của Skyroll. Rồi và đã qua được đoạn GI đầu tiên rồi, liệu ai sẽ là người giữ được combo khi bước vào đoạn break đây. Và Min thì vẫn đang hit được những đoạn slider khá là hay. Rồi và không hay nữa, nhưng mà nó cũng là một lợi thế đủ khi mà chẳng ai bên phía của Vario có được cho mình combo cả. Lựa chọn những combo mod quá khó, easy xong rồi lại đình ở vị trí của freedom thì lại đang không có một cái phong độ như chúng ta thường thấy. Rồi chúng ta cùng bước vào đoạn GI thứ hai. Hầu hết cũng chỉ là slider êm mà thôi. Min thì vẫn là làm khá tốt, 95 á. Còn Just Mango thì ok, không ai thấy gì hết nha. Không ai thấy Just Mango và đang làm gì cả. Kazuto thì cũng rất cố nhưng mà khó. Gyro thì vẫn vẫy khá đẹp rồi, cực căng. À, những cái mid cuối map của Skyroll, của Min thì vẫn giữ được combo. Và đó sẽ giúp cho bên phía Kenny đem về điểm số thứ 3. Nãy giờ chưa có một cái quà tặng cuộc sống nào cả. Tất cả đều đang làm tốt những pick của mình, mặc dù hơi có mùi mùi một tí nhưng mà không sao. Đến bây giờ thì họ vẫn đang làm tốt. Hai bên đang làm tốt cái nhiệm vụ của mình. Ba đều rồi. Cứ thế này thì... Ok. Rồi đến vị trí Braudio, pick cho mình là Nomad 1. Pick typical Nomad 1, 3 phút 50 giây. À rồi chiếm từ biên 194 hoàn toàn là cơ bản luôn. Có đoạn hơi xú xú nhưng mà xú chưa bằng độ xú của má thì chắc chắn không thể bằng độ xú của 8 player, cả 8 trong này rồi. Yeah. Nốt 1 là thì cơ hội chia đều, có thể gọi là chia đều cho cả hai bên.
chả ai biết được ai break chỗ nào. Trận đấu này nó đang rất có thể là lại đang mấy ông pick 5 map, mấy ông pick 5 map, không ông nào cũng thắng map của mình xong lại tay B. Đây vụ dàn xếp phải gọi là cần phải được đưa vào điều tra. Nhưng thôi, tạm thời đi điều tra gì hết, cứ đánh xong đi đã. Và bước vào Nomad 1. Nhạc Noni. Ở đầu map thì một vài cái 100 drop thì nó cũng không phải là vấn đề. Một đoạn stream, nhưng mà min mid thì nó là vấn đề đấy. Đến cả vị trí của Chris nữa. Hanairo cũng tương tự là như vậy. Nó có vẻ là map này thì nó bình thường hơn một chút rồi. Không còn xú nữa. Cứ bới vào đơn giản là một chút êm, cộng với là một vài cái bách ba mà. À và có những cái double, và Kazuto là người đã break ở cái đoạn double đấy. Anh thấy điểm số này nó cũng chẳng có chênh lệch gì nhiều cả. Cứ vào đoạn chi ai thì đến khi có một cái break thì bắt đầu mới có cái sự nới rộng được khoảng cách đến từ 1-2 bên. Và nó sẽ lên về phía bên nào đây? Trước khi vào chi ai thì người đầu tiên miss đó là Just Mango cũng như là Min. Hai thành viên bên phía của Kenny đã gãy rồi. Trong khi đó thì reset combo hết đến từ thành viên của Victor này rồi. Lại ok thì không vấn đề gì khi mà Radio ăn được pick của chính mình, nhưng mà vừa nói xong thì lại break luôn, chỉ còn mình Chris rồi. Đã đến đoạn break thì Freedom và Kazuto lại bắt đầu break, đến cả Boy Đà Lạt và Min. Cái Nomad 1 này đang làm khó các player của chúng ta sao đây. Khách vẫn đang là rất là trên ven 60.000 điểm. Khách có thể bị săn lấp bất kỳ lúc nào, khi có người break thì nó sẽ bị săn lấp. Và đó là vị trí của Chris vừa nói xong. Đang on break luôn. Chỉ còn một mình người duy nhất giữ được combo đó là Just Mango. Attack xoay. Đá xoài đang kéo lại điểm dành cho những người đồng đội của mình. Đang giữ cho mình được combo và điều này giúp cho các bên phía của Kenny. Ôi đây ôi, back point đây rồi. Đá xoài đang mang lợi thế lại cho bên phía của Kenny, nhưng mà đã miss thế rồi. Reset combo và đó là dài khó, toàn nốt là nốt rồi. Một stream dài và reset hết combo đến từ Brario cũng như là bên phía căn này. Và với việc mà cứ tàn tàn mà mid liên tục như thế này thì khả năng cao là điểm sẽ dành cho phía căn này. Rồi, đoạn stream. Hit được đoạn stream đến từ Chris Freedom. Như Mango và bất ngờ là vị trí của Min nữa. Trên lệch thì bắt đầu ngày càng nới rộng ra. Và map thì cũng đã hết. Kenny sẽ là người đầu tiên có được cho mình một cái breakpoint từ đối phương. Đây rồi, bước ngoặt của trận đấu đã xuất hiện. Đã lên được 4 điểm trước dành cho vị trí của Kenny. Và có thể đây sẽ là khoảnh khắc định đoạt kết quả trận đấu hay là lại bây giờ hết pick xong win xong bây giờ lại tặng quà cho nhau.
mình cũng không biết được. Anh Tài xem kênh này sẽ lựa chọn pick như thế nào đây. Và đó là DT3. DT3 mà một map ngắn nhưng mà với speed nhanh cũng như đó là kéo. Map nặng về slider khá là khó chịu. Map thì rất là ngắn. Đang chờ đào map để từ cặp người chơi. Lại là có bet mới. Và bet đã xuất hiện rồi. Sau khi có bet first tu 4 thì bây giờ là bet ai thắng. Thì khá là nhiều người đặt cửa cho Kenny. Ôi rồi, vừa nói xong thì một đống điểm chào về cho phía Brawlio. Tỷ số hiện tại đang là 10.1k và 9.5k. Hơi góc vui nha. Mình đang có 19.000 thì chọn bên nào ta? À rồi, tin tưởng một chút bên phía Kenny đi. Ok, cho Kenny 10.000 á. Đấy. Điều mà đánh cho cẩn thận vào. Ôi rồi, sao vừa nói xong. Não ức kia. Vừa nói xong lại lại là sụp dỗ thằng bé này. Và bác rồi. DT3. Rồi và vừa mới vào map thì là hàng loạt player chết với những cái bớt đầu tiên. Slider nhanh. Nó khiến cho tất cả người chơi chúng ta đều không có được một accuracy tốt. Chúng là cả người giữ accuracy là Chris thì cũng đã break luôn rồi. Reset combo hết cho cả 8 player. Và trở về vị trí của Skyro một chút lợi thế. Nhưng mà với việc là ắc quá thấp thì điểm số đang lệch hẳn về cho bên phía của Mario. Chris với việc giữ được cho mình đến 94 ắc thì 160.000 điểm. Nó là một khoảng cách. Ui và Kazuto đang làm gì đấy? Kazuto lệch book. Ôi không. Rồi, qua được một nửa map rồi, map rất nhanh. Những đoạn burst và aim slider liên tục. Và điều đó khiến cho các player ta không ai giữ được combo. Nhưng mà lấy lúc này thì Quincy thứ quyết định tất cả. Và mảng này thì rõ ràng là bên phía Mario đang làm tốt hơn. Ôi xong rồi, giờ lại big map cho nhau là sao? Map đã hết. Và lợi thế khi mà Aquasi tổng thể của bên phía Vario là tốt hơn rất nhiều. Và điều đó lại giúp cho họ ăn được lúc pick của Kenny. Trời ơi. Rất nghi vấn là lại có TB. Trời ơi. Không, nhưng mà cũng phải công nhận là DT3 là một map cực kỳ khó. Bot nhanh, AR cao, lại thậm chí còn phải êm kéo slider giật lên giật xuống. Rất kinh khủng. Điều 5 phút. Vừa nãy là pick nó mất 1 đến từ Brario. Vì vậy nên là họ có thể thoải mái pick tất cả những pick còn lại. Ta có thể có speed, chúng ta có nó mất 5. Muốn chơi một chút game mờ thì chúng ta sang nó mất 3. Hay thậm chí là Aroc 3 có thể là một cái không ưu tiên lắm khi mà bên kia có Skyro. Các map free mod cũng đã được pick hết. Chỉ còn nữa cho mình là DT1, HP
3 cũng như là hai cái no mod. Mod 3 và no mod 5 chỉ còn 4 map mà thôi. À, có time out 5 phút đến từ try gì này, time out chuyển tiền rồi, trời ơi. Chỉ số đó là 4 đều, 3 map 3 lượt đầu thì mỗi bên đều ăn được pick của mình. Đến khi Barrio pick thì Kenny ăn, Kenny pick, Barrio lại ăn. Chiu. Lại đẩy đến một cái thế là lại nghi vấn là hai bên nhà ăn xếp rồi. Trời ơi. Rồi ok, xong. À, cùng chờ xem là lượt pick Mario là gì. Đây là lượt pick cuối cùng của họ, sẽ phải cân nhắc rất kỹ. Trong số 4 map thì để nói về skill set của bên phía Mario thì có thể lựa chọn DT1 cũng khá là khả dĩ, nhưng mà speed vượt trội. Rồi, ok, cũng là speed nhưng mà nó sẽ là no mod 5. Cũng là pick hoàn toàn dễ hiểu mà thôi. Với những màn thể hiện nãy giờ thì có thể Chris và vị trí của Boy Đà Lạt là hai người gánh score ở cái map này. Bên phía bên kia thì mình sẽ trông chờ vào Skyroll như là tiếng của Just Mango. Map của lẩu với 240 ppm, cũng là một map ngắn, nhưng mà ngắn không đồng nghĩa với việc đây là một map dễ chịu. 6.55 sao và nhìn quả nhạc thì thôi chắc không cần phải nói gì nhiều. Beep. Rồi, ok. Map chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau đây thôi. No mod 5 lực pick cuối của bên phía Brario. Rồi, mở đầu map chiu nhẹ nhàng. Mình cho mọi người lấy một chút combo. Một chút lợi thế nhỏ nhỏ ban đầu không đáng kể dành cho Brario. Rồi, vào map rồi. Lưu ý là map rất ngắn, có 2 phút mà thôi, 1 phút 54 giây. Rồi, bước vào đoạn rock medal đầu tiên. Một cái bớt 5. Nhưng mà bớt ăn được, nhưng bớt tiếp theo thì Kazuto và Skyro. Còn hai Nairo là những người đã break. Đợi thế nhỏ nhỏ dành cho bên phía của Vario. Tiếp tục là Min và Freedom là những người mất combo tiếp theo. Accuracy thì lại tiếp tục lợi thế cho bên phía Brario. 3 người 96 accuracy. Điều này nó mang lại một lợi thế cực kỳ lớn
còn phía bên kia thì tôi thấy toàn là những cái 100 mà thôi. Mà Chris như mình dự đoán thì là người đã đang gồng gánh, mất combo vẫn không sao, vẫn không là vấn đề. Nhưng mà bên kia chỉ có một mình Sky Arrow là thực sự là đang chơi game với cái con ác 989. Đã xong đoạn Kia đầu tiên và chuẩn bị đến với Kia thứ hai, khi mà 3 bằng 4 map đã trôi qua. Sky Arrow cần phải nhận được sự support từ những người đồng đội của mình. Vừa nói xong thì Min và Hanairo không thể làm được điều đó, chỉ còn lại cái tên Just Mango mà thôi. Trong khi đó nhìn combo phía bên Vario lại đều đặn hơn rất là nhiều, 500 combo và hai người giữ được 300 combo. Freedom Mod, Freedom Speed, wow, quá hay đến từ vị trí của Freedom. 96 arc cũng như là một lượng combo quá dư, như thế này là quá dư để có thể đem về chiến thắng dành cho bên phía của Vario, đồng thời là cái match point họ. Một match point duy nhất làm tốt ở pick này đến từ vị trí của Chris cũng như là vị trí của Freedom. Một miss đến từ Freedom rất ghê, 96 accuracy. Em thấy cái việc accuracy nó ảnh hưởng rất lớn đến co khi mà ở chế độ Score V2 này. Cho nên công việc không chỉ bạn không chỉ đơn giản là phải spam cho qua combo, mà accuracy nó cũng tạo nên một sự khác biệt đáng kể. Rario đã thành công ở lượt pick Nomad 5 của mình và pick cuối cùng đến từ vị trí của Kenny. DT3 đã được pick trước đó nên là sẽ không có DT nữa. Vậy thì chúng ta sẽ còn Hrog 3 như là Nomad 3. Nói về 3 pick này thì Hidden không biết là có mạo hiểm pick Hidden 2 để cho Min có thể gắn Kenny hay họ sẽ chọn hát là tin tưởng vào Freedom đây. Ok, quyết định là Roll luôn. Roll là số 2 thì chắc là H3 nhỉ. H3, khả năng cao là H3. Nhưng mà đến lúc chọn map không biết chọn gì thì ok, mình roll. Ok, Roll 2. Ủa sao lại Roll 2, tức còn 3 map mà sao Roll 2. Khó hiểu chút nào ra. Và đến với Hidden 2. Rồi gì? Hidden 2 thì thôi xin vĩnh biệt những người chơi như kiểu là Chris hay là Kanto. Rồi map Bibuko rồi. Nghe tên mapper thấy uy tín rồi. Chúng cũng chẳng có gì để nói cả. Hidden 2 R8 5.59 sao à, cũng là một mắt ngắn nữa khi mà chỉ cũng khoảng là 2 phút rồi thôi. Đó, game này thì niềm tin đặt hết vào vị trí của Min Skyroll. Khi mà nhìn cái cách Min áp đảo hoàn toàn cả lobby ở Hidden 1 thì chúng ta hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào cái tên này. Và như vậy là chúng ta sẽ có TB. Trời ơi là trời. Ôi đánh một hồi xong em tướng lên TB luôn. À là khó hiểu. Rồi, muốn biết có TB hay không, vào ngay map cuối cùng của lượt pick bên phía Kenny. Liệu sẽ là TB hay là bên phía của Vario sẽ dứt điểm được trận đấu. Ôi trời, vừa vào thấy Kazuto break rồi. Rồi, Chris Freedom lại là người break. Wow, Freedom miss ở Hidden. Đấy, khá là thú vị. Min thì chẳng có gì bất ngờ cả khi mà đang gồng gánh cái đồng đội mình. Và one trick Hidden là thì sức mạnh của mình. Nhưng khá bất ngờ là Boy Đà Lạt cũng đang có cho mình là 98 accuracy. Tương tự đó là vị trí của Freedom. Có những cái miss, đã có những cái miss và chỉ còn mình Min là người duy nhất giữ được combo. Điểm số sẽ lệch lại về cho bên phía của Kenny nếu như Min tiếp tục làm tốt. Min đang không có dấu hiệu dừng lại. Có lẽ như là pick Hidden 2 để cho Min chơi game rồi. Đã reset combo hết đến từ vị trí của Vario. Và như một hiệu quả tất yếu thì
Điểm là dành cho Kenny, nhưng mà Min đã break ở một cái nô khá là không đáng có. Nhưng mà cũng đã build up được cho một chút lợi thế. Còn Kazuto thì ôi không, 35 RQG, trời ơi. Kazuto ổn không? Tương tự đó là vị trí của Just Mango. RQG cứ phải gọi là toàn là đầu tiểu học thôi, 3, 5, 6 đến từ Hana Hero. Và Kairo thì vẫn đang làm tốt khi mà support được cho Min. Just Mango, Hana Hero không cần chơi game thôi, cứ để cho những người đồng đội của mình làm hết. 3/4 map đã trôi qua rồi. Vừa hồi dẫn đoạn Snap, Snap và gần như là ác mộng với những người chơi không đọc thì Hidden R8. Đến đoạn GI cuối cùng, trên lệch thì nó vẫn đang rất là lớn rồi, 130.000. Và TB sẽ là kết quả. Nhưng một trận đấu có quá nhiều điều khó hiểu, kết thúc lại bằng một cái TB. Ai da. Ôi ôi audio. Rồi ok. Satore à, Tiebreaker. Đây những map. Map này thì đã, chúng ta có thể, nếu bạn xem qua thì chúng ta đã được xem một màn tỏa sáng đến từ vị trí của Uchan với hơn 1.000 combo, nhưng mà không đủ, và họ để dành đã để thua trước team của Mizumi. Hãy cùng chờ xem với 8 người chơi của chúng ta thì sẽ xử lý cái map này như nào. Khả năng cao chắc cũng sai rít hết thôi. Map này mà check leaderboard phát biết ngay ai là người pick map này vào pool. Thần gửi đến cái bạn 4 chân rồi đó. Ây da. Rồi và không nói nhiều luôn, vào thẳng TB luôn cho nóng máu. TB thì rất nhanh, không phải có pick cái gì hết. Map thì sẽ có ở những đoạn, có một đoạn space stream cũng như là những đoạn double. Bắt đầu, ôi, thấy có người đếm bút rồi. Mốt tra hát. Được rồi. Đằng này là bán hết 10 map. Để map thứ 11 mới bắt đầu chơi game. Bước vào TB. Ai mình tra hát rồi, bắt đầu hình như map này là không bán nữa rồi ok, chơi game thật à. À ok, yên tâm nhé bạn, map này là nghiêm túc. Uầy, nhìn đánh tra hát nhìn khác hẳn. Freedom Hidden, ok, không có gì bất ngờ. Đương nhiên là Min thì sẽ đi map này với Hidden thôi, không có gì bất ngờ. Và còn lại thì sẽ no mod. Hard rock map này thì tất nhiên là người nào điên lắm đi. Rồi bước ngay vào đoạn free combo đầu tiên thì mọi người đều vẫn rất làm tốt đấy. Không bắn độ nhìn đánh khác hẳn. Ôi dở biển hiệu nhà cái xuống chủ tòa.
Thì đấy, đánh nghiêm túc rồi. Rồi, và người đầu tiên mid đó là Hanairo. Ok, đây rồi, đấu trận đấu bây giờ mới thực sự bắt đầu rồi. Này map đầu chơi chán quá, bắt đầu vào map này mới thực sự là chơi game. Rồi, đạn jump để bước vào Kai, Freedom và Skyroll là những người đầu tiên break. Boy Đà Lạt thì vẫn đang SS, đấy, lúc thì đánh 30 ác, bây giờ thì lại đang SS. Rất khó hiểu đến từ những người chơi này rồi. Đoạn jump để bước vào Kiai. Hanairo là những người break. Break tiếp vào đoạn space, người giữ duy nhất giữ được combo đó là vị trí của Min. 7 người chơi còn lại đều đã mất combo. Một màn thể hiện tốt đến từ vị trí của Min. Và nó sẽ đem lại một kéo lại một chút lợi thế nhỏ nhỏ dành cho bên phía của Kenny hay chăng đây. Build up combo lại là rất nhanh. Nhưng mà Min với 560 combo vẫn sẽ là người quan trọng nhất. Đoạn Wiggle, khá đáng tiếc cho Min là hit được đoạn Wiggle nhưng Xuyên là biết ngay ở nốt cuối. Và như thế là không còn một cái lợi thế nào nữa. 30.000 điểm dành cho bên phía của Braudio. Một lợi thế rất mỏng manh mà thôi. Chúng ta vẫn còn một đoạn double phía đằng sau nữa. Tạm thời chúng ta sẽ thấy là nhìn đánh bán độ đã thẳng. Cả 8 người chơi đều đang làm tốt với những accuracy 98 đến từ Kazuto, 99,5 đến từ vị trí của Freedom. Rồi đoạn Spay thì người mất combo là Kairo, Just Mango, Kazuto thì cũng mid ngay sau đó. Lợi thế nó vẫn cứ là giữ nguyên dành cho bên phía của Vario mà thôi. Khi mà Hidden, khi mà Freedom đang chơi rất tốt Hidden, nhưng mà liệu nó còn được giữ được đến đoạn double hay không là một cái chuyện khác. Support combo là rất quan trọng. Ở điều này thì bên phía Boy Đà Lạt cũng như Chris để hỗ trợ được. Just Mango vừa mất combo ở đoạn một đoạn rất free. Rồi, đoạn jump. Đoạn jump đã lấy đi combo của Hanairo cũng như Just Mango, lợi thế đang càng ngày càng rõ ràng hơn. Chúng ta đi qua một nửa map rồi. Vất lại. Ui, đến đoạn free combo thì Boy Đà Lạt lại là người miss. Nhưng mà người đang giữ được combo cao nhất với 99,6 accuracy, đó là vị trí của Freedom. Có vẻ như là nóng mặt rồi và mid hết ở đoạn double. Ngoại trừ vị trí của Hanairo, nhà này rồi mid ngay sau đó. Đoạn double quá khó. Reset combo đến được tất cả các player. Ui ôi, tôi thấy vừa thấy 7 người nãy mid cùng một lúc. Rồi, biết ai cũng mid hết được những đoạn slider. Một con mắt ác mộng khi mà Cyrus mà vừa phải có space stream, vừa có cả double, space liên tục. Và tiếp theo đây là chúng ta chỉ thấy space rồi. Và biết rất nhiều đến từ các người chơi. Combo 300 đến từ vị trí của Min. Làm tốt nhưng mà đó có là đủ để gánh gác những người đồng đội hay không đây. Trên mid đến từ Boy Đà Lạt, Min và Skyro cũng đi ngay sau đó. Người duy nhất còn combo lúc này là Freedom. Và với việc lợi thế là có sẵn thì map cũng đã gần trôi qua và chúng ta có thể có vẻ như là xác định được chiến thắng. Team chiến thắng sẽ là team của Brario. Với một màn gánh kèo căng đến từ vị trí của Freedom. Accuracy cao và combo cũng là có. Trên lệch thì không nhiều, nhưng mà lợi thế thì nó lại sẽ tiếp tục nghiêng về Brario khi mà 550 combo đến từ vị trí của Freedom. Và hết rồi, map thì cũng đi đến những đoạn cuối mà chiến thắng đã có dành cho bên phía của Brario. Xin chúc mừng họ. Dù hơi mùi mùi rồi tí nhưng mà không sao, thắng thì vẫn cứ là thắng thôi. Và lời khen dành cho Freedom với một màn gánh kèo bằng mod Hidden. Hai người chơi Hidden là hai người chơi gánh kèo ở map TB, nhưng mà Freedom là người làm tốt hơn. Và đó sẽ là chiến thắng dành cho Brario. Và chúc mừng cho họ. Còn bên phía Kenny sẽ xuống loser bracket. Sắp cơ.
Caro đúng quá, cái biết cái bác tại cái stream mẹ cao to mình à. em xây hết mọi thứ ngoài trừ Slider đi. Yeah, xem. Oh, xin chào anh, xin chào anh. Lại đã biết. Siêu. Trận đấu phải gọi là. Phali. Mẹ lại đã biết tay bê đúng quá, biết cao to thôi á. Xui nhất là miss cái chỗ đó. Anh đâu xin mẹ gọi đi xin vào đây. No. Từ sau mấy giờ nha? Sao mấy giờ? Chưa gì sớm thế anh. Nhanh vậy. Speed bro. Nghỉ đã chứ. Mình mới xem cách ra puller pick. Puller sẽ Ryushin sẽ đi qua tất cả những map mà NFC. Anh thấy map nào vui thì pick map đấy. Vãi lồn mẹ vừa kéo cái TB lên thấy tên Ryushin chết mẹ. Hỏi sao pick anh đi. Not my map bro, I fucking die. Áp dễ mà ha. Áp dễ cái lồ tại cái stream mẹ bịp quá trời ơi. Stream bịp quá. My bad bro. Làm sao trận hay rồi. Trận hay trong mặt. Ai rồi. Trận hay trong mặt. Trận là không có danh sức quá. Chắc chắn là không có danh sức nữa đây cả.